Xin chào các em học sinh lớp 2, rất vui khi được gặp lại các em trong video này. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa đề kiểm tra tiếng Việt 2, học kỳ 1 của bộ sách Cánh Diều các em nhé. Đề kiểm tra hôm nay chúng ta chữa, đó là đề kiểm tra cuối kỳ số 12. Phần 1, kiểm tra đọc. Bài 1, đọc thành tiếng. Ở bài tập này, các em hãy đọc bài Con chả biết được đâu, trang 112, sách giáo khoa tiếng Việt 2, tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Các em lưu ý, đây là phần đọc hành tiếng, nên khi đọc, các em phải đọc to, rõ ràng và mạch lạc để có thể được điểm cao. Sau khi đã đọc xong bài, còn chả biết được đâu, thì các em hãy trả lời câu hỏi ở phía bên cạnh. Câu hỏi của chúng ta như sau. Các anh quan tâm đến em bé sắp sinh như thế nào? Với câu hỏi này, cô sẽ đưa ra cho các em một số gợi ý. Các anh quan tâm đến em bé sắp sinh bằng cách luôn miệng hỏi cha mẹ bao giờ sẽ sinh em bé. Cô hy vọng là với phần gợi ý vừa rồi của cô thì các em có thể trả lời được câu hỏi và hoàn thành tốt phần đọc thành tiếng. Bài tiếp theo trong phần kiểm tra đọc đó là bài đọc hiểu. Ở bài tập này, các em hãy cùng cô đọc bài Mèo Hoa đi học, sau đó trả lời các câu hỏi ở phía dưới. Mèo Hoa đi học. Mèo Hoa có cái đuôi dài rất đẹp. Mèo rất thích mọi người để ý và khen cái đuôi đẹp của mình. Đang vui mừng thì mẹ Mèo Hoa nói mai phải đến trường. Mèo Hoa sợ mọi người sờ vào, làm xấu cái đuôi, liền hỏi mẹ, lấy lý do rằng cái đuôi hôm nay bị ốm rồi, ngày mai không đi học được. Bác Cửu nghe thấy liền la toáng lên. Tôi sẽ chữa cho cháu. Bác cầm kéo lên và nói. Bác sẽ làm gì? Mèo Hoa hoảng hốt. Tốt hết là bỏ cái đuôi ấy đi Mèo Hoa. Mèo Hoa sợ hãi và quyết định mai sẽ tới trường. Mèo mẹ vui vẻ nói. Ở trường, con sẽ có nhiều bạn mới rất vui. Con sẽ trở thành học trò giỏi. Lúc ấy, con còn hãnh diện hơn nhiều. Mẹ cũng tự hào về con. Vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau đọc xong bài Mèo Hoa đi học rồi. Bây giờ các em hãy cùng cô đi trả lời các câu hỏi ở phần bài đọc. Câu 1. Mèo Hoa hãnh diện vì điều gì? A. Có một cái đuôi dài rất đẹp. B. Có mẹ luôn bảo vệ mình. C. Có nhiều bạn khen đuôi của mình đẹp. Và D. Có chiếc áo mới rất đẹp. Để trả lời cho câu hỏi thứ nhất, các em hãy cùng cô quan sát lại bài đọc để đi tìm đáp án chính xác. Mèo Hoa có cái đuôi dài rất đẹp. Mèo rất thích mọi người để ý và khen cái đuôi đẹp của mình. À, ở đây thì chúng ta có thể thấy ngay câu văn đầu tiên, đó là Mèo Hoa có cái đuôi dài rất đẹp. Và mèo rất thích mọi người để ý và khen cái đuôi của mình. Như vậy thì Mèo Hoa hãnh diện bởi vì có một cái đuôi dài rất đẹp. Vậy thì ở câu hỏi thứ nhất, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A, có một cái đuôi dài rất đẹp. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án A. Câu 2. Vì sao Mèo Hoa không đến trường? A. Vì đuôi của Mèo Hoa bị ốm. B. Vì mèo rất lười học. C. Vì bác Cừu muốn cắt cái đuôi của Mèo Hoa. Và D. Vì sợ mọi người sờ làm xấu cái đuôi. Với câu hỏi số 2 này, các em hãy tiếp tục cùng cô quan sát bài đọc để đi tìm đáp án chính xác. Đang vui mừng thì mẹ Mèo Hoa nói mai phải đến trường. Mèo Hoa sợ mọi người sờ vào, làm xấu cái đuôi. Liền hỏi mẹ, lấy lý do rằng cái đuôi hôm nay bị ốm rồi, ngày mai không đi học được. Như vậy ở đây, cô có thể thấy ngay câu văn, đó là Mèo Hoa sợ mọi người sờ, làm xấu cái đuôi. Đây chính là lý do Mèo Hoa không đến trường các em ạ. Như vậy thì ở câu hỏi số 2 này, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Lý do Mèo Hoa không đến trường là vì sợ mọi người sờ làm xấu cái đuôi. Các em hãy khoanh vào đáp án D. Câu 3. Câu chuyện trên cho em bài học gì? A. Luôn giữ gìn và bảo vệ đồ dùng của mình. B. Không để mọi người sờ vào cơ thể của mình. C. Được mọi người khen sẽ rất vui. Và D. Phải thật thà, không được lấy lý do lười biếng để trốn học. Ở trong câu chuyện vừa rồi thì bạn Mèo Hoa đã lấy lý do là cái đuôi của mình bị ốm để không phải đi học. Sau đó thì bác Cừu đã nói rằng bác sẽ chữa cho cái đuôi của Mèo Hoa bằng cách cắt bỏ cái đuôi này. Và khi nghe thấy điều đấy thì Mèo Hoa đã rất sợ và quyết định là sẽ đi học. Như vậy thì qua những chi tiết đó chúng ta có thể thấy rằng bài đọc muốn khuyên nhủ chúng ta rằng phải thật thà và không được lấy lý do lười biếng để trốn học. Như vậy, đáp án chính xác của câu hỏi số 3 đó là đáp án D. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án D. Câu 4. Viết một câu động viên Mèo Hoa để bạn tới trường chăm ngoan.
Với câu hỏi này, các em hãy viết một câu văn động viên bạn bè Hoa. Các em có thể kể về những điều thú vị ở trường này để bạn Hoa cũng thích tới trường. Với câu hỏi số 4 thì cô sẽ viết một câu văn như sau. Mèo Hoa ơi, ở trường được học tập rất nhiều điều thú vị. Bạn hãy tới trường nhé. Đây chính là câu văn mà cô vừa viết được. Mèo Hoa ơi, ở trường được học rất nhiều điều thú vị. Hãy tới trường nhé. Chúng ta hãy cùng nhau đến với câu hỏi tiếp theo. Câu 5. Đặt câu theo mẫu. Ai, cái gì, con gì, thế nào để nói về mèo Hoa? Câu kiểu ai, cái gì, con gì, thế nào thì được dùng để miêu tả đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của người, vật. Như vậy, khi chúng ta đặt câu theo mẫu ai, cái gì, con gì, thế nào để nói về mèo Hoa, có nghĩa là chúng ta sẽ nói về một câu miêu tả đặc điểm của mèo Hoa. Ở câu hỏi số 5 này thì cô sẽ đặt được một câu văn như sau. Cái đuôi của mèo Hoa rất đẹp. Đây chính là câu văn mà cô viết được khi đặt theo mẫu câu ai, cái gì, con gì, thế nào. Cái gì, ai, cái gì, con gì, đó chính là cái đuôi của mèo Hoa, và thế nào, đó là rất đẹp. Câu 6. Điền SCV dưới từ chỉ sự vật, HD dưới từ chỉ hoạt động và DD dưới từ chỉ đặc điểm dưới các từ gạch chân trong câu sau. Cô có câu văn: Mèo Hoa có cái đuôi dài rất đẹp. Mèo rất thích mọi người để ý và khen cái đuôi đẹp của mình. Và cô có các từ gạch chân, đó là mèo Hoa, đuôi, đẹp và khen. Nhiệm vụ của chúng ta đó là phân biệt xem đâu là từ chỉ sự vật, đâu là từ chỉ hoạt động và đâu là từ chỉ đặc điểm để điền lần lượt các chữ cái thích hợp vào phía dưới. Từ chỉ sự vật là những từ chỉ cây cối, con người, con vật, cảnh vật, hiện tượng hay đồ vật. Còn từ chỉ hoạt động là những từ chỉ hoạt động của con người, con vật. Và từ chỉ đặc điểm là những từ chỉ màu sắc, hình dáng, kích thước, mùi vị và các đặc điểm khác của sự vật như là trẻ trung, xinh đẹp, nhân hậu, tốt bụng. Vậy thì với 4 từ ngữ đã được gạch chân, chúng ta hãy cùng nhau phân loại và điền từ thích hợp. Từ đầu tiên là từ mèo hoa. Mèo hoa là một từ chỉ con vật. Như vậy đây chính là từ chỉ sự vật các em ạ. Chúng ta sẽ điền SCV vào dưới từ mèo hoa. Các em hãy cùng cô điền SCV vào dưới từ mèo hoa để thể hiện đây là một sự vật. Cái đuôi. Cái đuôi ở đây là một bộ phận trên cơ thể của con vật. Như vậy thì đây cũng là một sự vật các em ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục điền SCV vào dưới từ cái đuôi. Đẹp. Từ đẹp là một từ chỉ đặc điểm. Vì vậy chúng ta sẽ điền DD vào dưới từ đẹp, thể hiện cho từ đặc điểm. Và cuối cùng, khen là một từ chỉ hoạt động. Vì vậy chúng ta sẽ điền HD vào bên dưới từ khen để thể hiện đây là một từ chỉ hoạt động. Vậy là chúng ta đã cùng nhau làm xong câu hỏi số 6 rồi. Các em hãy cùng cô đến với câu số 7. Điền dấu chấm, dấu phẩy thích hợp trong đoạn văn sau. Cô có đoạn văn: Nhà bà ngoại nhìn ra bến phà. Sáng sớm, nhìn ra bờ sông, còn nước đục ngầu phù sa. Hiền hòa nước chảy trên mặt nước. Từng đám lục bình trôi dập dềnh, những cánh hoa phơn phớt tím rung rinh trong gió. Và với đoạn văn này thì cô có 4 ô trống. Chúng ta sẽ phải điền dấu chấm hoặc là dấu phẩy vào trong 4 ô trống này. Vậy thì trước khi điền dấu câu, cô và các em hãy cùng ôn lại về hai loại dấu câu này để có thể điền được chính xác. Dấu câu đầu tiên đó là dấu phẩy. Dấu phẩy được dùng để ngăn cách các bộ phận có cùng chức vụ trong câu, ngăn cách các từ cùng chỉ đặc điểm, từ cùng chỉ hoạt động hoặc là từ cùng chỉ sự vật trong câu. Ngoài ra, dấu phẩy còn được dùng để ngăn cách thành phần phụ với thành phần chính trong câu khi thành phần phụ đứng ở đầu câu. Còn dấu chấm thì sẽ được dùng để kết thúc câu kể. Như vậy thì với câu hỏi số 7, cô sẽ điền được các dấu câu như sau. Nhà bà ngoại nhìn ra bến phà. Cô điền dấu chấm. Sáng sớm, nhìn ra bờ sông, còn nước đục ngầu phù sa. Phẩy, hiền hà chảy trên mặt nước. Chấm. Từng đám lục bình trôi dập dềnh. Chấm. Những cánh hoa phơn phớt tím rung rinh trong gió. Đây chính là vị trí chính xác của từng dấu câu các em ạ. Ở câu đầu tiên, cô dùng dấu chấm bởi vì nhà bà ngoại nhìn ra bến phà là một câu kể và khi kết thúc câu kể thì cô dùng dấu chấm. Sáng sớm nhìn ra bờ sông,
con nước đục ngầu phù sa, hiền hòa chảy trên mặt nước. Phù sa và hiền hòa là hai từ có cùng chức vụ trong câu, vì vậy cô sẽ dùng dấu phẩy. Ở vị trí tiếp theo, chảy trên mặt nước, cô dùng dấu chấm bởi vì đã kết thúc một câu kể. Từng đám lục bình trôi dập dềnh cũng là một câu kể nên cô dùng dấu chấm để kết thúc câu. Như vậy là cô đã điền được 4 dấu câu vào 4 vị trí trong đoạn văn ở câu hỏi thứ 7 rồi. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 8. Ở câu hỏi số 8 thì cô có 4 hình ảnh. Nhiệm vụ của chúng ta đó là nối hai hình ảnh với nhau sao cho phù hợp với nội dung bài học các em ạ. Hình ảnh đầu tiên đó là hình ảnh cây kéo. Thì hình ảnh cây kéo này cô sẽ nghĩ ngay đến bác cừu nói rằng sẽ cắt đuôi của mèo con. Như vậy thì cây kéo sẽ được nối với hình ảnh chú cừu. Các em hãy cùng nối với cô. Và hình ảnh thứ hai là hình ảnh chú mèo. Thì chúng ta có thể lập tức nghĩ đến chú mèo hoa phải đến trường. Vậy thì chúng ta sẽ nối mèo hoa với hình ảnh trường học. Đây chính là đáp án của câu hỏi số 8. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo trong đề kiểm tra cuối kỳ số 12, phần kiểm tra viết. Phần 2, kiểm tra viết. Bài 1, chính tả, nghe viết. Ở bài tập này, các em sẽ lắng nghe cô đọc bài Mùa Lạc, sau đó viết lại bài Mùa Lạc vào vở. Các em chú ý là khi viết chính tả thì hãy viết thật là cẩn thận, nắn nót để bài viết được đẹp và sạch sẽ các em nhé. Mùa Lạc, mặt trời đã lặn từ lâu, trời trong xanh như ngọc thạch. Những vệt mây màu khói, màu hồng nhạt, màu tím nhạt cứ ưng ửng lên ở bốn phía, đan vào nhau, tô điểm cho nhau rồi lại nhạt dần đi, trong mãi thành một màu xanh mờ mờ cao tít. Nguyễn Khải. Sau khi đã viết xong bài chính tả Mùa Lạc thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của đề kiểm tra viết. Cô có một đề bài như sau. Em hãy viết 4 đến 5 câu về chị gái của em. Với đề bài này, cô sẽ đưa ra cho các em một số gợi ý. Các em hãy dựa vào những gợi ý đó và viết 4 đến 5 câu về chị gái của em. Đầu tiên, khi viết về chị gái thì các em phải giới thiệu về chị gái của mình này. Sau khi đã giới thiệu về chị gái thì chúng ta sẽ tả ngoại hình của chị gái. Khi tả ngoại hình của chị gái thì các em có thể dùng 1 đến 2 câu để miêu tả ngoại hình. Sau khi đã tả xong ngoại hình thì chúng ta có thể nói về ước mơ của chị gái. Và cuối cùng là lời chúc của em dành cho chị gái. Đầu tiên, giới thiệu về chị gái của em thì chị gái của cô rất là xinh đẹp và chăm chỉ. Nên với lời gợi ý này thì cô sẽ viết được một câu văn như sau. Chị gái em là một người xinh đẹp và chăm chỉ. Tiếp theo đó là tả về ngoại hình của chị gái em. Thì khi nhắc đến ngoại hình của chị gái, các em hãy tả những điều mà các em ấn tượng nhất về chị của mình. Cô lấy ví dụ là cô rất ấn tượng với mái tóc đen dài của chị và chị có một hàm răng trắng với má núm đồng tiền. Với những chi tiết trên thì cô sẽ viết được 2 câu văn miêu tả ngoại hình của chị gái. Chị có mái tóc đen dài, thẳng tắp. Mỗi khi cười, hàm răng trắng hiện ra cùng 2 núm đồng tiền rất duyên dáng. Sau khi đã nói về ngoại hình của chị gái thì chúng ta sẽ giới thiệu, nói về ước mơ của chị gái. Chị gái cô có ước mơ trở thành một cô giáo mầm non. Vì vậy với lời gợi ý này thì cô sẽ viết được một câu văn như sau. Chị có ước mơ trở thành cô giáo mầm non, dạy các em nhỏ múa hát, làm đồ chơi. Và cuối cùng, đó là lời chúc của em dành cho chị gái. Em chúc chị luôn luôn vui vẻ và sớm đạt được ước mơ của mình. Đây chính là những câu văn mà cô viết được dựa vào những lời gợi ý. Cô sẽ đọc lại các câu văn. Chị gái em là một người xinh đẹp và chăm chỉ. Chị có mái tóc đen dài thẳng tắp. Mỗi khi cười, hàm răng trắng hiện ra cùng 2 núm đồng tiền rất duyên dáng. Chị có ước mơ trở thành cô giáo mầm non, dạy các bạn nhỏ múa hát, làm đồ chơi. Em chúc chị luôn vui vẻ và sớm đạt được ước mơ của mình. Vậy là dựa vào những lời gợi ý thì cô đã viết được 5 câu về chị gái của cô rồi. Còn chị gái của các em thì sao nhỉ? Các em cũng hãy viết lại về chị gái của mình vào trong vở các em nhé. Cô hy vọng là với những lời gợi ý này thì các em có thể dễ dàng hoàn thành đề tập làm văn hơn. Vừa rồi thì cô cũng đã cùng các em chữa xong đề kiểm tra cuối kỳ số 12 rồi. Cô chúc các em là sẽ có thể làm thật tốt bài kiểm tra này. Và cô xin chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.